Các bạn thấy mình có đẹp trai không ạ? Những gì các bạn đang thấy ở trên màn hình đó là trong một chuyến du lịch Thái Lan mình lụm lặt được để đem về đây. Trong clip chị Dậu của 1977 vừa mới ra cách đây mấy ngày nè. Gia đình chị Dậu lúc bán bé tí qua bên nhà nghỉ Quế thì anh Dậu có nói một câu vậy này: ở với họ, thấy người ta làm cái gì tốt thì cover lại, còn cái gì xấu thì thôi con. Thì đó, mình đã cover lại của bên Thái Lan ha, là cái hay ha. Còn cái gì không hay thì mình không cover nha. Ví dụ như bên Thái Lan là có phẫu thuật thẩm mỹ, mình đã cháy thẳng tưng luôn. Nên là cái đó mình thấy không hay là mình không có cover. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thử làm một cái guồng quay nước, một cái tua bin nước. Thì cái tua bin nước này nó khác chỗ là nó sẽ quay vĩnh viễn, quay mãi mãi luôn, quay hoài vậy luôn á mà không bị ngưng. Thì cái này mình học được từ mấy cái clip của mấy youtuber nước ngoài ha. Mình sẽ thử làm coi thử có thành công không ha. Thì vật liệu chính hôm nay mình để mình làm cái đó thì bao gồm đầu tiên mình có một cái nắp nè, nắp Coca-Cola ha. Đó, nắp Coca-Cola này. Rồi muỗng nhựa, muỗng này dùng để uống trà sữa, ăn súp cua rồi nè, ăn cơm tấm là mình để dành đây ha, được một nắm nè. Rồi ống hút, ống hút bằng nhựa, dùng để hút, cũng để uống nước ngọt rồi luôn ha. Một hộp bao gồm những cái que y tế nè. Que y tế này thì nó giống như que kem á mấy bạn, y gan cái que kem luôn. Đó, que này làm bằng gỗ ha. Rồi ok. Ngoài ra thì còn có những dụng cụ thêm như là súng bắn keo, keo nến, băng keo, viết, một cây sắt, một cây kéo. Ok, chúng ta cùng tiến hành làm ha. Ok, vậy là clip của mình xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi clip của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thực tế ra mà nói thì mình cũng xin nói thiệt là clip của mình nó không thành công các bạn ơi. Vô cùng xin lỗi các bạn. Những gì các bạn vừa xem qua đó là một số cái thủ thuật của mình cắt ghép khiến cho một cái clip hoàn chỉnh. Mình đã thử làm một cái guồng quay nước vĩnh cửu bằng cái cách đó, nhưng mà một điều thú vị là lúc mà mình đổ nước vô xong mình nhả tay ra thì nước nó không xuống. Mình làm hoài nó không xuống luôn. Cuối cùng mình suy nghĩ hoài không ra, mình phải chọt ở kế bên hông có một cái lỗ để cho nó thông hơi, nước nó xuống. Rồi từ cái chỗ nước xuống đó là mình cắt ghép liên hoàn để thành một cái video hoàn chỉnh. Mình thì cũng không có rành về vật lý lắm, với lại mình nghiên cứu ở trên mạng thì nó phản khoa học, không có đúng với nguyên tắc vật lý, cho nên là nước nó không thể hút lên và nó bơm xuống được. Ok, thì clip này không thành công thì clip sau mình sẽ cố gắng đền bù cho các bạn một cái clip khác với những cái thử thách thành công hơn ha. Cảm ơn các bạn, bye bye.